Năm 2020, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush dự đoán năm 2020 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời dành cho táo khuyết. Trong một thông báo được gửi đến khách hàng, Ives cho rằng 2019 là năm lịch sử đối với Apple, nhưng táo khuyết sẽ không chỉ đứng đầu năm nay mà năm sau còn thành công hơn nữa. Năm qua, Apple đối mặt với nhiều thách thức lớn do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc sụt giảm mạnh, thuế quan leo thang, sức cạnh tranh trên thị trường smartphone gia tăng và tụt hậu trong cuộc đua điện thoại 5G so với Samsung và vài thương hiệu khác. Nhiều nhà đầu tư thậm chí còn cho rằng Apple sẽ phải đón nhận một năm không có tăng trưởng, thế nhưng Apple đã vượt qua thách thức. Ai cho rằng CEO Tim Cook đã thể hiện tốt vai trò của mình trong năm 2019. Thành tựu của Tim Cook bao gồm việc đưa Apple vượt qua các biến cố tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc, giải quyết vụ kiện với Qualcomm, mua lại mảng kinh doanh modem Intel 5G và ra mắt loạt iPhone 11. Ai tin rằng iPhone sẽ vẫn giữ được phong độ như dự đoán. Nhà phân tích này cho rằng táo khuyết có thể bán từ 185 đến 190 triệu chiếc iPhone vào năm sau, hơn nữa iPhone 2020 được làm mới sẽ khiến người dùng nâng cấp nhiều hơn, điều này một phần do Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone 5G đầu tiên của mình. Ai tin rằng thị trường Trung Quốc sẽ chứng kiến bước tăng trưởng mới? Ngoài ra, AirPods sẽ tiếp tục là gà đẻ trứng vàng cho Apple, mảng dịch vụ của táo khuyết cũng sẽ phát triển để đóng góp lớn hơn vào kết quả kinh doanh của hãng. Cuối cùng, nhà phân tích của Wedbush đặt ra mục tiêu cổ phiếu Apple có thể đạt 350 đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với dự tính ở mức 325 USD trên cổ phiếu trước đó. Hiện tại cổ phiếu của Apple đang ở mức 282,28 đô la Mỹ trên cổ phiếu. Mức này đang mang lại cho Apple giá trị vốn hóa thị trường 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ.